Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây này, em vừa về hàng một con cục đẩy bãi, đúng chất bãi. Các bác nhìn máy bên trong, ối nàng nước ơi. Nhưng mà các bác hoàn toàn yên tâm, video này quay ngày hôm nay nhưng mà trong khi tuần sau mới đăng, em rút kinh nghiệm. Và lần trước là về cái là đăng luôn, xong có các bác đặt hàng loạn cho nên không kịp hàng gửi cho các bác. Xong là các bác bảo em ơi thì có bán hàng không, xong là các bác hỏi thế này thế kia. Em rút kinh nghiệm sâu sắc là khi nào vệ sinh xong ngon lành thì khi đó là đăng video lên, các bác là sau gọi fan là có hàng ngay. Rút kinh nghiệm, tránh để đơn hàng chồng chéo lên nhau. Đây, con đẩy này thì cũng trùng thương hiệu với con đẩy hôm trước về sọt thêm nhá. SMITHS, em đọc quen lại đọc ngược ấy. Đấy. Thằng bãi về trong tình trạng là xấu, bụi bẩn như hình. Đấy, các bác gọi là bãi rác cũng được. Con này là MA1200, 600W một kênh. 600 thôi nhá, không phải là 1200 một kênh đâu. Nhưng mà đánh súp 40 đánh thoải mái. Súp 40 tới 200 là đánh tương bừng luôn. Con này sử dụng máy công suất Class H Power Mini. Nếu như sò nó đồng loạt hết một loại thì các bác sẽ thích hơn, nhưng đây sò của nó lại tầng thấp là Toshiba, tầng cao cũng là Toshiba, nhưng con này tầng thấp là 1941 và 5198, tầng cao là 5200 và 1943. Đấy. Các bác nha. Sử dụng tụ nguồn đây, các bác xem đây. Con này là tụ nguồn của nó là 75V 12.000mi. Đấy, hàng bãi nguyên zin nhé. Về chưa vệ sinh, bây giờ em gửi vệ sinh. Nói đúng là con này là nếu mà như ngày xưa thì giá khoảng tầm là tầm 4,5 triệu. Nhưng con này thì xấu như hình này, em chỉ bán giao được các bác là 3,9 triệu thôi. Đó. MA1200 Professional Pony Full đùa thôi thôi, không đọc tiếng Anh nữa, rút tiếng Anh được chưa? Các bác, nhiều các bác chê em như đúng rồi. Con này là cũng một cái hàng rất là thương hiệu nha. Sản xuất là 2010 này. Lại sản xuất là 2010. CD email của nó đây. Đó. Bên nó dính cái gì bụi bẩn đây. Đấy. Đúng là cái dòng máy cổ ngày xưa chuyên kiểu này. Đấy. Quạt của nó là MB, con này chắc là quạt thay rồi hay sao, nhìn quạt nó nặng quá rồi. Đó, con này thay rồi, nhìn cái dây nó biết này. Quá xịn của nó, nhìn cái giác cắm của khác, con này nhìn cái giác khác hoàn toàn. Đấy. Các bác nha. Đấy. Rồi, thì bây giờ sẽ đến cái phần là vệ sinh. Vệ sinh và test thử xem là con có nằng nhàng gì không, nó cũng xử lý luôn. Sật thêm nhá. Con này máy rất là xịn, giống cái con máy sật thêm hai nguồn hôm đầu em có giới thiệu các bác. Các bác cứ chê đi, cứ chê nhiệt tình đi, cứ chê là xấu rồi bán đắt thế này thế kia đi. Càng chê em lại càng bán được nhiều, bởi vì nhiều các bác chê là các bác không có hàng. Mới thứ hai là các bác bán cái hàng rẻ nó quen rồi, em nhảy sang hàng xịn cao cấp này. Các bác thấy em bán giá cao nhưng thật ra giá nó còn rẻ hơn cả thị trường. Bởi vì những cái thời điểm mà hiện tại hàng em đang bán là nhiều anh em khác nó không có. Đấy. Con này máy xịn nha. Đấy. Tất cả nguyên zin. Đấy, về hàng bãi lần đầu tiên mở ra này, các bác nhìn này, cái nắp của nó còn dỉ hoen dỉ hoét. Úi trời ơi. Đấy, nên là cái này mất thời gian làm lại. Tầm này không có hàng nên là không kén chọn được nhá. Còn nhiều bên anh em khác có hàng, nhưng với cái tình trạng là đã sửa rồi nên em không lấy. Em lấy về là phải nguyên zin. Tất cả nguyên zin, nó có thể là hơi bụi bẩn một tí. Đấy, nguyên zin rồi thứ nhất nha, thứ hai là hoạt động bình thường, nhưng nguyên zin về là máy mở ra thì ối nàng nước ơi thì vứt đi. Đấy. Như này các bác này chê, như này là các bác chê. Sau đây em sẽ vệ sinh sạch sẽ và khi làm đẹp lại rồi, tức là vệ sinh bụi bẩn thôi chứ không có sửa chữa gì hết. Làm đẹp lại rồi thì em sẽ quay cho các bác xem nhé. Bây giờ này đến cái đoạn em vệ sinh. Đoạn này nó mất thời gian lắm.